xã Chí Tà xúc động trước món quà có tên chồng. Tin rằng ông xã sẽ mỉm cười hạnh phúc, ca sĩ Phương Loan, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài, không giấu nổi niềm vui sướng khi chứng kiến bạn bè, người hâm mộ vẫn luôn nhớ tới chồng mình. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Phương Loan đã chú ý chia sẻ câu chuyện về hành động ý nghĩa mà đồng nghiệp dành cho người chồng quá cố. Bà xã Chí Tài còn bày tỏ niềm hạnh phúc, cảm kích khi mọi người vẫn luôn nhớ đến và dành sự yêu thương đến cho cố nghệ sĩ. Theo đó, trong dịp đầu năm mới, Phương Loan đã đến thăm nhà một người bạn thân thiết. Đến đây, nữ ca sĩ không giấu nổi sự trầm trồ khi chứng kiến cây mai hoành tráng. Tuy nhiên, điều đặc biệt chính là khoảnh khắc cô chứng kiến những bao lì xì có ghi tên cố nghệ sĩ Chí Tài để tưởng nhớ. Thoát chốc, Phương Loan đã không thể kiềm chế được sự xúc động. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng dành những lời tri ân đặc biệt và trân trọng tình cảm mà bạn bè, đồng nghiệp dành cho ông xã. Chiều thứ hai đi làm về trời mưa mặc kệ trời mưa, bé heo lái xe đến thăm bạn. Và điều bất ngờ, cây mai vàng đẹp quá, trang trí có những bao lì xì màu đỏ, có tên các ca sĩ và có tên Chí Tài. Về nhà suốt đêm, nhìn cây mai và bao thơ có tên anh bé heo vui lắm. Bé heo biết anh ở trên đó cũng đang mỉm cười vui vẻ như bé heo. Thương lắm, ca sĩ Phương Loan tâm sự. Ngay sau đó, bài viết của Phương Loan liền nhận về rất nhiều lượt tương tác từ phía cộng đồng mạng. Chính những lời tâm sự chân thành của bà xã Chí Tài đã làm lay động đến trái tim của đại số khán giả. Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ tình cảm yêu thương, mến mộ và tưởng nhớ đến người nghệ sĩ tài danh. Nhớ chú và con tin rằng chú đang vui vẻ và mỉm cười khi biết mọi người vẫn luôn luôn nhớ đến chú. Giữ gìn sức khỏe cô nhé. Chị bé heo ráng giữ gìn sức khỏe nha chị. Anh Chí Tài vẫn mãi mãi ở bên chị đó. Từ lúc nghệ sĩ Chí Tài ra đi vào tháng 12 năm 2021, thì bé heo ca sĩ Phương Loan đã phải chịu nhiều cả kích không hề nhỏ. Nữ ca sĩ phải học cách sống một mình, trải qua biến cố đầy đau thương và tập sống vui vẻ, tích cực, mạnh mẽ hơn từng ngày. Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, bà xã Chí Tài đã khiến dân tình ngỡ ngàng với hình ảnh đầy mới lạ. Theo đó, ca sĩ Phương Loan diện cho mình chiếc áo dài đầy màu sắc, kết hợp cùng mái tóc ngắn ngang vai. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng khi nở nụ cười rạng ngời trên môi và tạo nhiều kiểu dáng điệu đà, thướt tha. Mặc dù loạt hình này đã qua app chụp ảnh, thế nhưng vẻ trẻ trung và xinh đẹp của bà xã Chí Tài là điều không thể phủ nhận. Chứng kiến nụ cười rạng ngời của Phương Loan, khán giả phần nào cảm nhận được cô đã có một tâm thế bình ổn, tinh thần vui vẻ sau 2 năm gặp phải nỗi đau mất chồng. Được biết, Phương Loan từng là ca sĩ hát chính trong nhóm nhạc do ông xã Chí Tài thành lập. Trong suốt chặng đường nghệ thuật, cả hai cùng nhau đi diễn khắp nơi, gắn bó bền chặt khiến ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ. Vượt qua nhiều khó khăn, cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng vào năm 1987. Bên nhau đến già mà không có con, cả hai vẫn mặn nồng, tình tứ như thuở mới yêu. Sau khi qua đời, Chí Tài được an táng tại Mỹ, gần nhà của ca sĩ Phương Loan. Nữ ca sĩ thường xuyên đến thăm mộ chồng để nguôi ngoai nỗi nhớ. Năm qua, cô cũng có hành trình hồi hương về Việt Nam để nhớ về những kỷ niệm tại quê hương với ông xã, thăm lại những người họ hàng, bạn bè thân thiết.